Cho máy xuống hạ nhiệt thôi. Thì phía sau cũng có một anh hai nhân ba cũng chuẩn bị xuống luôn nha. Bây giờ lấy gì nhỉ? Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình tiếp tục đi quay máy cắt mọi người. Đây bữa nay thì đồng này chạy 3 cây dân ma nha. Giờ máy ảnh chuẩn bị xuống đồng. Nhưng mà không biết cái máy ảnh có chạy chung hay không nữa. Đây chuẩn bị một máy dân ma 820. Cây này cũng được nối hàm rồi nha. Cái hàm rất là to luôn. Để mấy anh hứng lúa nữa là cắt nha mọi người. Rồi, như vậy là bắt đầu ảnh cho máy xuống thả giạc mọi người. Thì phía sau là cũng có một anh, hai anh dân ma cũng chuẩn bị xuống luôn nha. Bây giờ mấy nghiêng dữ ạ. Ui. Quá rồi, nghiêng quá rồi. Chỗ đó cái đường, những cái đường nước đó mọi người nó hơi mềm một bên nha. Thì một máy dân ma 820 để bắt đầu xuống thả giạc đó. Một anh tiếp tục đây, một cây đấy nha, đây cũng cây dân ma 820 luôn. Thì bữa nay đồng này chạy một đội quân dân ma 82. Thì anh này anh xuống anh né cái đường chỗ cái máy dân ma 82 trước bị nghiêng nghiêng nha. Ê. Nói chung là xuống nó cũng hơi khó mọi người. Nó nghiêng có một bên, dặm lúa hết trơn. Rồi bắt đầu cắt luôn nha. Tiếp tục phía sau cũng một cây nữa. Đây tiếp tục đây một cây nữa nha. Đây hai cây, toàn cảnh hai cây dân ma nè. Mở đường. Rồi bắt đầu anh này cũng thả giạc luôn. Tiếp tục là cây dân ma 83 thứ ba nha. Cây này anh di chuyển qua cái đồng cặp ganh chia nhau cắt rồi mọi người. Thì cái đồng này nó cũng khá là lớn. Rồi tiếp tục anh này chiến luôn. Qua luôn nha. Chia một máy một khu, máy một khu nha mọi người. Tại vì đồng ở đây nó cũng khá là lớn. Thì một anh kia là chạy múc qua trển rồi. Cũng đang di chuyển xuống luôn. Rồi bây giờ thì anh mới kéo này cũng đầy lúa rồi nha. Ba lớp. Bắt đầu kéo ra. Thì cái đường lên xuống thì nó hơi lúng đó mọi người. Dạ.
nó hơi gần đó. Ok, rồi. Lên. Bắp chấn lên luôn nha mọi người. Ồ, vô số 1. Ây da, cái này ca. Cái ca này chắc quận hay quận này nó khó lên lắm à. Thì càng đi nó càng lúng nha. Xong đồng rồi đó. Xong được một chủ rồi mọi người. Giờ tiếp tục qua chủ khác nè. Thì anh này thì cũng kéo lúa ra luôn. Ây da. Quá trời, cái chỗ này cái dốc rồi. Càng đi nó càng lúng nha. Tiếp tục con bé kéo thứ ba nha. Thì bên này thì chở tới 3 lớp rồi. Chở quá dữ luôn. Rồi xúc bánh xích hay gì trời. Rồi xúc bánh xích hay gì vậy. Dân ma này, dân ma 82 này cũng đang thả về nha. Thì mấy máy này đều đã được nối hàm hết trơn mọi người. Cái này nối hàm chứ không phải là lên hàm nha. Nối cho hàm nó bự ra. Chứ không có lên hàm 95 hoặc là 100 nha. Đây là nối thôi. Nối thì nối nó cũng na ná với cái hàm 95 đó mọi người. Quá sướng. Bữa nay ở đây khu này mở đồng đầu tiên mà chơi một lượt 3 cây dân ma. Đây toàn cảnh 3 cây dân ma nó gom cục lên nè mọi người. Bộ ba mấy các dân ma 82 về. Đó, nó gom nguyên một cục lên luôn rồi. Nhìn rất là sướng mắt luôn. Đó, một cây thì nó cắt quậy lên, còn hai cây thì hiện tại nó đang cắt về nha. Quá sướng. Đây cắt đông xuân nè. Ở khu này thì mới mở đồng mà mọi người. Đây mình quay luôn một lượt 3 máy nè. Có cái xa cái gần đó. Đây, anh này thì đang phân phân về đích nha. Quá dữ. Đứng đèn như nó hơi chói nắng mọi người. Mọi người xem thông cảm cho mình xíu nha. Đó, mình zoom ra để thấy cận cảnh được hai cái máy nha. Ba cây 82 này đều đã được nối hàm hết trơn. Đó, múc ngoài kia cũng có cây nữa kìa. Quá đẹp. Đó, phía sau thêm một cây nữa nha. Cút ngoài sau kia thì một cây cũng đang trên đường nha. Đó. Hôm nay khu này mở đồng máy rất là nhiều mọi người. Sau mưa lưng của mình thì cũng có mấy cây nữa. Đã về tới rồi. Anh đang xử lý ngay chỗ cái góc đó rồi mở đường cho máy kéo một tí kéo lúa ra nha. Bây giờ tiếp tục anh cắt lên nè. Nhưng mà 82 về. Thới Hưng, nông nguyên cơ Thới Hưng. Đó, giờ tiếp tục cây nó về luôn.
Nhưng mấy cái máy này thì đặt gọi dưới thứ mình cũng có quay chia sẻ rồi. Thì hôm nay mình đi thì gặp ảnh thì tiếp tục mình quay nữa. Đây thì mấy anh này cũng đang để lúa lên mấy kéo nè, mình kéo lúa ra, bao nó cũng khá là nặng đó mọi người.